Chào các bạn nhé, hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới. Chúng ta mới nghỉ Tết xong. Buổi đầu này chúc các bạn là chúng ta có nhiều sức khỏe. Các bạn nào đi làm hay đi học thì chúng ta cố gắng sau giờ đi làm chúng ta đến đây học. Chúng ta sẽ tập trung một chút để học sao cho bài học thành công hơn. Về các bạn làm cũng sẽ hoàn hảo hơn ha. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các bạn hai món về dê. Món thứ nhất là cà ri chê. Món thứ hai là món dê rang muối. Thì ở đây thì thầy có cái đùi dê, có cả xương, cả sườn. Cái này là cái đùi sau. Bây giờ thầy sẽ lọc thịt ra. Chúng ta lấy cái phần thịt không đó để chúng ta để làm cái món dê rang muối. Còn cái phần xương sườn với lại xương đó chúng ta sẽ nấu cà ri. Đây là thành phần nguyên liệu của các cái của món dê rang muối này. Muối ở đây các bạn không có, nhiều khi các bạn tưởng tượng là muối hột hay muối iốt chúng ta ăn hàng ngày, nhưng thực chất nó không phải là muối đâu. Muối này là do những người đầu bếp là sáng chế ra từ các cái nguyên liệu như là gạo nếp, cái hoài sơn ở trong vị thuốc bắc, kết hợp với đậu xanh, với lại bột chiên xù, với lại cái gia vị của chúng ta nữa để tạo nên một cái hỗn hợp muối. Cái hỗn hợp muối này, ngoài cái vấn đề các bạn làm món dê rang muối, chúng ta có thể làm được gà rang muối, tôm củ muối, tôm. Đây là một loại muối truyền thống thôi, và bây giờ nó có nhiều loại muối khác. Đây là món nguyên liệu của cái món cà ri dê. Thì nếu nói với cà ri thì chúng ta phải biết là phải có cái bột cà ri để chúng ta nấu các cái gia vị và các cái nguyên liệu đi kèm, như là giềng, xả, hành, tỏi, ớt. Bên cạnh đó, cái để nấu cà ri về thịt đỏ như là dê, bò hoặc đó, chúng ta có thể sử dụng thêm chao trắng và chao đỏ. Kết hợp đó chúng ta sẽ có thêm một, để ra khử được cái mùi hôi của dê, nó bớt được mùi hôi của dê trong cái món cà ri đó, và dậy được cái mùi cà ri nữa, chúng ta sẽ kết hợp thêm vào đó cái trái thảo quả. Có những người đầu bếp người ta cho, có những người người ta không cho, nó không có ảnh hưởng gì đến cái món cà ri cả, nhưng nếu chúng ta cho vào đó thì nó sẽ dậy được cái mùi hơn. Cái nguyên liệu, cái rau mà để ăn kèm với cái cà ri đó, thì để cho thẳng vào trong cà ri, chúng ta có sử dụng cái khoai lang. Khoai lang có một loại khoai lang vàng dùng để nấu cà ri, ăn thêm đậu bắp, cà tím với đậu bắp. Có những người đầu bếp thì cái rau này chúng ta không có bắt buộc mà nó phải như thế. Có những người người ta thích ăn cái củ mì, người ta sẽ cho củ mì. Xào nữa đi. Từ từ cho bột cà ri ra. Tí cho một nửa cho nó thôi, còn một nửa này thôi. Chưa cháy. Cắt là tươi, chúng ta chiên nó teo lại để vừa ăn.
Cái đấy để nguội rồi rang nhá. À rồi thì xay nhuyễn nó ra. Ta bỏ bông hoa nhé, nhé bỏ bông hoa nhé. Chắc phải lớp đường chứ. Đối với nấu cà ri thì một muối, bốn đường. Thì đối với một ký thịt, ký nguyên liệu thì chúng ta sẽ sử dụng một ký muối. Nhưng ở đây chúng ta có chao nó rất là mặn thì chúng ta sẽ phải giảm lượng muối lại. Chúng ta sẽ sử dụng nửa muỗng muối thì chúng ta sẽ có bốn muỗng đường. Nhưng ở đây thầy không có sử dụng hết bằng đường cát. Nếu sử dụng hết bằng đường cát tí các bạn ăn nó sẽ để lại cái ngọt ở hậu. Ngọt đường cát nó khác. Chúng ta sẽ dùng đường để đẹp. 3 muỗng này nó rơi vào khoảng 60g. Cứ một muỗng này các bạn đong đầy sẽ được 20g nha. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một muỗng đường cát vào đây. Bếp sơ lên chúng ta có nửa muỗng muối thôi, không cần nhiều. Tại vì có chao rồi nó mặn rồi. Để dùng một muỗng hành tây cho nó 1/4 muỗng bột ngọt. Chao chẳng 60g. Như này có cái kết bản đó. Có không? Không có. Chao chẳng 60g, chao đỏ khoảng 20g. Chao đỏ ta cho vào cơm tạo màu đi. Tí nấu lên nó lên màu đỏ. Kết hợp với màu vàng của cà ri nữa. Cà ri với một gói đi. Hồi nãy thầy làm hai gói, chúng ta một gói. Cái đấy thầy bảo bạn nào chừa lại một cái bịch vỏ bịch cái bột cà ri đó bắt chừa không? Đây này. Cái này các bạn nhớ đến tới thầy có đầu giờ thầy có nói rồi, cà ri chúng ta có hai loại, một là cà ri anh hai, nhưng cà ri đó họ không có đóng gói nhỏ như này, họ bán là nửa ký hoặc một ký. Trong cái gói một ký nó sẽ có một cái bịch lá khô về chúng ta nấu cà ri anh hai, đúng rồi. Nếu các bạn nấu số lượng nhiều các bạn nên mua cái đó sẽ lợi hơn, mà nó tiện lợi hơn là các bạn phải có công mua cái bình này, nó vừa mắc tiền 5.000 một bình thôi, nhưng các bạn nấu số lượng nhiều bạn cắt hết bao giờ nha. Đối với cái định lượng ở trên bảng đó là trong 10 người ăn cái 800g đó là thịt không, còn 1 ký 2 là cả xương. Cả xương thịt chúng ta chặt ra 1 ký 2, còn thịt không thì chúng ta chỉ 800g là đủ cho 10 người ăn, 1 tạ tiền. Sau khi các bạn tẩm ướp xong, chúng ta có thời gian để khoảng 15-20 phút cho ngập gia vị vào thịt. Rồi chúng ta sẽ đem ra xào cái sả này thơm lên. Bây giờ ăn, ta cho cái dê vào chúng ta xào săn lên. Rồi bắt đầu ta cho nước rạo dừa, nước rạo dừa này. Các bạn mua người ở ngoài người ta có máy ép, và người ta ép lấy nước cốt và nước rạo. Nước chảo là nấu trước, còn nước cốt khi nào xong chúng ta mới cho vào. Các bạn không biết, các bạn đổ nước cốt vào nấu luôn từ lúc đầu đó nó bị óc trâu. Các bạn thấy nó bị óc sâu. Cái cà tím này các bạn chiên lên thì cái lớp mì này nó không có bị lột ra được. Rồi các bạn bỏ thẳng vào cái nồi, các bạn luộc cà tím này nó lột cái lớp mì này. Các bác chúng ta chiên lên thì nó sẽ không bị nhớt, nó giữ được cái màu xanh. Sáng lắm.
Nó săn lại ha. Xương bò là 13 tiếng, xương gà 2 tiếng, rau củ quả thì 20 phút. Thì chúng ta nó mới ra được hết các cái chất ngọt. Còn các bạn ví dụ xương heo các bạn hầm 2-3 tiếng các bạn bỏ ra các bạn ăn thì nó chỉ là nó ra được mùi hôi với cái lớp mỡ ở bên ngoài thôi. Thấy chưa? Rồi chúng ta sẽ cho vào cái nồi này chúng ta ninh. Thiếu nước các bạn ơi, đâm thêm miếng nữa không sao.